Và sau đây thì Mạnh Khang và Kim Ngân kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài dự thi của tác giả Dương Văn Thắng. Đây là một tác phẩm dự thi thơ và tác phẩm này có tựa đề Trong màu mắt sen. Kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha. Đêm nằm mơ giữa mùa ngâu, niềm sen thức giọt kinh cầu qua sông. Lời thương gửi áo nâu sông, tìm neo nhớ cũ ở giữa dòng dãng duyên. Đêm nằm mơ giữa mùa ngâu, niềm sen thức giọt kinh cầu qua sông. Lời thương gửi áo nâu sòng, tìm neo nhớ cũ giữa dòng dãng duyên. Một ta hạnh ngộ trong thiền, gửi thinh lặng nén theo miền hư vô. Đem thân tầm trả nợ tơ, hồn trăng lạc bước mơ hồ viễn du. Mẹ ta ru nắng sang giật mình tay võng giữa trưa hôm rằm, chẳng mơ bóng tỏ xa xăm, mây chưa phủ kín ở nhọc nhằn sương mai. Lá vàng thu đồ mơ phai, vườn cây đêm tuổi vơi ngoài sông thưa. Vu lan nhắc nhớ về trưa, để cơn gió tắt vào mưa mịt mờ. Tay bưng ngọn nến đợi chờ, nhen lời quê với ở niềm thơ tỏ tường. Gánh lòng chịu nặng niềm thương, nhân sinh một chuyến nấu nương phần đời. Chùa làng lắng tiếng chuông rơi, người đi muôn nẻo trong vời vợi nhau. Chùa làng lắng tiếng chuông rơi, người đi muôn nẻo trong vời vợi nhau. Câu kinh đã thuộc bấy lâu, gối đầu thao thức ở trong màu mắt sen. Chùa làng lắng tiếng chuông rơi, người đi muôn nẻo trong vời vợi nhau. Câu kinh đã thuộc bấy lâu, gối đầu thao thức trong màu mắt sen.